Giữa quân ca là bộ phim của trang ăn khách trong thời gian vừa qua, nội dung chất lượng, dàn diễn viên xịn sò khiến bộ phim ghi điểm trong mắt khán giả, trong đó phải kể đến Tuyệt Lộ, nàng nữ phụ giao thương nhớ bởi nhà sắc sắc sảo, diễn xuất tốt. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu tất tần tật về Tuyệt Lộ, nữ phụ ấn tượng nhất trong Giữa quân ca này nhé. Thông tin cơ bản của Tuyệt Lộ Tên thật là Tuyệt Lộ, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1999, quê quán tại Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc, cùng hoàng đạo Market với chiều cao 1m68, cân nặng 48kg, công ty quản lý Hoa Thủy Thế Kỷ. Tuyệt Lộ, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, Học viện Múa Bắc Kinh với nghề nghiệp diễn viên. Tử sử của Tuyệt Lộ Tốt nghiệp hai học viện danh giá bậc nhất của Trung Quốc về lĩnh vực nghệ thuật là Học viện Hí kịch Trung ương, Học viện Múa Bắc Kinh. Vì thế, nền tảng về mặt diễn xuất lẫn vũ đạo của tuyển lộ được đánh giá cao. Bén duyên với diễn xuất từ năm 2008 với vai diễn Tuyết Nhạn trong Hồng Lâu Mộng, tuyển lộ mất hơn 10 năm bồn ba với nhiều vai vụ khác nhau để tìm chỗ đứng ở trong làng giải trí khắc nghiệt. Cô nàng từng góp mặt trong bộ phim Đình Đám, Cô Gái Vội Vã do tỉnh Bách Nhiên và Dương Tử Đào Chính. Vắng bóng một thời gian, năm 2019, tuyệt lộ xuất hiện lại trên màn ảnh Đại Vô Hư Phát. Và diễn nhỏ, thay được lên sóng ít khiến cho Tuyên lộ không thể bộc phát tất cả những khả năng của mình. Không bỏ cuộc, cô nàng vẫn rất nỗ lực kiên trì với sự nghiệp của chính mình. Tuyên lộ hầu như nhận tất cả các vai diễn, dù là vai nhỏ, cô cũng không bỏ qua. Một số những bộ phim có sự góp mặt của Tuyên lộ như Ngọ Dạ Hồ Hiệp, Hiệp Bộ, Huyết Thệ, Nương Tâm Kế, Hoa Bay Đầy Trời, Vấn Thiên Lục, Đại Ương Ca, Như Ý Chuyện trải qua muôn vàn những khó khăn cuối cùng mọi nỗ lực của tuyệt lộ đã được đền đáp nhờ cú nổ của trần tịnh lệnh cô nàng đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ vai diễn giang yếm ly dù đây là một vai phụ nhưng cũng đủ để tuyệt lộ chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ diễn xuất tốt ngoại hình đẹp tuyệt lộ dễ dàng nhập vai mà không có chút rào cản nào đến bây giờ khi xem lại người ta vẫn bật khóc trong một cuộc đời bi thương của cô nàng giang yếm ly xinh đẹp dịu dàng trong phim sau thành công của Trần Tình Lệnh, tuyên lộ nổi tiếng với danh sưng sư tỷ quốc dân và thu về một lượng fan hâm mộ đông đảo. Không dừng chân tại chỗ, tuyên lộ bắt đầu bắt thời cơ và trở lại với hàng loạt bộ phim như Trọng lực của cầu vồng, Giữa trốn bồng lai, Đôi mắt thiên thần. Năm 2020, tuyên lộ góp mặt trong bộ phim Làm sao Boss lại làm sao nữa. Có thể nói, đây là bước chuyển mình mạnh mẽ của tuyên lộ suốt những năm miệt mài đóng phim và vai nữ chính hoa khôi nhất tinh thần một cô nàng xinh đẹp mạnh mẽ đặc biệt là những màn chemistry chất lượng cùng với nam chính dân tình quán quéo không thôi tuy nhiên sau bộ phim này tuyên lộ lại trở về với vai phụ khiến khán giả khóc thét đỉnh điểm là khi fandom của tuyên lộ tuyên bố giải tán với bất mãn vì cách xếp vai diễn của công ty dù tuyên lộ đủ thuộc lực để đảm nhận vai chính nhưng phía đoàn đội lại sắp xếp cho cô nàng những bộ phim có đất diễn rất ít và toàn làm nền cho những nhân vật chính Năm 2021, tuyên lộ trở lại với vai nữ phụ, cựu yên chức trong giữ quân ca. Lại là một vai phụ, lần này tuyên lộ đã khẳng định được năng lực diễn xuất của mình chẳng thua kém bất kỳ vai chính nào. Với nhan nà sắc xinh đẹp, diễn xuất ổn khiến cho nhiều khán giả còn cho rằng tuyên lộ có đôi phần lấn át cả nữ chính. Cách xây dựng hình ảnh của cửu yên chức tâm cơ, bí ẩn càng giúp cho tuyên lộ thể hiện được khả năng lẫn chất diễn chất lượng của mình nhan sắc thần thái diễn xuất có đủ nhưng tuyên lộ trở máy vẫn chưa có bảo hồng là do khả năng giành vai của đoàn đội quá yếu hầu như các vai diễn nhỏ không đủ để tuyên lộ phô trương tài năng lực của mình ngoài vai cầu yên chức trong giữ quân ca là phiên bản ba còn lại các vai phụ khác đều nằm ở phiên 4, năm thậm chí chỉ xuất hiện trong tích tắc hy vọng sau bộ phim lần này chúng ta sẽ thấy một tuyên lộ tỏa sáng hơn nữa trong những vai trình tới